lớn tiếng quá. Tôi đứng ở trong này, tôi coi một con bướm, hai con bướm vẫn chưa chịu bay. Rồi con quỷ này bước vô, à bước vô tôi đóng cửa lại luôn. Mày sợ nha. Bậy cái thúi nghe tiếng con này á, đập cửa nhà dưỡng lão nha quý vị. Nó ra vô được, nó cố tình đập cho lớn lớn để con này nó sợ nè. Coi như cái nhà này thuộc quyền sở hữu mày vậy đó. Là con đếm này nó không có nhảy nó bắt bướm đâu. Biết sao không? Những đứa sống trong nhà của mình là nó sẽ tự động nhảy chỗ này chỗ kia để phá. Còn con đếm mới vô nhà người ta, nó sẽ không dám phá. Nó chỉ đề phòng con khác chạy ra thôi. Tôi mà mở cửa đó một cái là nguyên đám dí con này. Thử tưởng tượng nếu con đếm ở trong cái nhà này. Thôi, mà ở đây đâu có được ra sân. À, mình có thể cho con đếm ở khu này, bày cái thúi khu này, đúng không? Nhưng mà ở khu vậy đó với con đếm chật chội lắm. Nó ở không gian thoải mái quen rồi. Đó, đó, đó. Tụi nó đập cửa bà con nghe không? Mở hé hé nha. Hé hé thôi, hé hé. Nữa, nữa, nữa. Con đếm. Đếm cầm thẳng. Nó. Con quỷ nào cậy. Đó, cậy cửa kìa. Nghe chưa? Hít hít kìa. Con ngầu, con quạo, vui. Nãy giờ nhìn đâu thấy con khế đúng không bà con? Nó núp lùm đó. Nó sẽ núp chỗ nào cho mình không nhìn thấy. Nếu mở cửa ra nó sẽ giọt cái đầu tiên. Khế nó khùng lắm á. À, đóng lại. Ở cái cửa mà giọt ra một cái là con này. Sao? Tập ở trong triều đại khế thúi đi con. Hả? Nhưng bữa nay có sao mà hai ông bướm ở đây lâu thế nhỉ? Bữa nay chắc là ngày thứ ba quá. Hồi đó có mấy con bướm vô đây, bướm đen. Nó vô nó đậu một thời gian là tự động nó rụng cánh á, nó rớt xuống, nó ngẫm bướm tại chỗ luôn. Thì mấy con mèo tôi mà thấy lên chụp đó. Nè con bướm thứ nhất, bướm thứ hai hình ông quan ở trên này. Mà sao con bướm thứ nhất á lúc nào cũng xếp cái cánh lại. Không có thấy xòe cánh ra nha quý vị. Hết đậu này tới đậu kia. Biên tuần lễ bay không? À tôi nghĩ không bay nổi đâu. Có thể nó rớt xuống. Thôi ngồi chơi đi con. Ngồi chơi đi nha. Tao đi ra đó. Tao làm quen đi. Nên tao đi ra ngoài á. Rồi cho nó ra đi, nó sợ quá. Nhiều chuyện. Tao vô coi bướm bay chưa. Tự động nó bước vô đây nha bà con. Tại nó thấy sao cái cửa mở mà không con nào ra hết trơn. Bây giờ tôi mở cửa bày cái thúi ra, kiếm con đốm liền cho quý vị coi. Nhìn ngầu, dùng má tao biết quạo nó vui. Nghe mùi con đốm không? Mèo. Kêu kêu. Hỏi con đốm đâu rồi? Nó vẫn là con ngầu kéo. Không có chụp. Không có chụp nha. Cấm nha. Nè nè, tao cho tụi mày ra khử vòng vòng đi vô lại. Đi. Đây, mặt của bạn bướm thứ hai này. Bướm uống nước không ta? Không lẽ đậu ở đây không ăn không uống gì? Đúng không? Như 3 ngày đâu thấy ăn uống gì đâu ta. Hay là mình có cần phải đem bông vô cho nó. Thường con bướm sẽ ăn mật hoa, nhị hoa phải không ta? Quý vị thèm mèo không? Bình thường đâu thèm vô mà nghe tiếng con lạ. Chỉ ra chỉ kiếm liền đó. Tại sao tôi không thấy con khế thúi nhỉ? Đếm kêu cái cỡ đó mà khế không xuất hiện. Ủa? À, vì là ở trong này kín quá, nó không có nghe được tiếng con đếm nha quý vị. Trời ơi, nó mà nghe. Mà thiếu vũ nó có nghe đi, nó cũng không có lú cái mặt ra đâu. Trời, không ổn rồi đại dương ơi. Thấy chưa? Không sao, chưa sao. Không ổn rồi. Thôi đi, đi vô đi, ra đi.
Khế bây giờ nó luyện cái tuyệt chiêu giả này hay lắm. Ví dụ mình mở cửa này đi hả, nó rất là muốn vô nha, mình không dám chạy lên đây đâu, nó sẽ kiếm đường nó núp ở chỗ nào đó cho mình không thấy, khi mình mở ra nó giọt vô liền đó. Thì nó chơi cho núp lùm. Hello hello Khế, hôm nay Khế với Khè nằm chung nhau ta. Ừ, chưa hay con đến nhọn ở trên cửa sổ dòi nằm ở đây, hay là ba đứa mày thương lượng lại với nhau hả? Chị nhọn nè, có mặt của tôi ha, tôi đưa con nhọn lại gần con Khè nè. Nhìn người ta ánh mắt đâu có thiện cảm nổi đâu, con nhọn rất là ráng nó nha. Mà tụi này được cái trước mặt tôi là nè đi, còn chị này có chủ đó, có chủ binh là chị cũng lần lắm. Canh này né nè, bình thường mình hay đánh người ta sao chui vô nằm chung với người ta vậy? Con quỷ nó quên vô một lần là gặm này, không biết nhẹ nhàng hả? Thằng lùn mã tử này nè, nó là đứa đầu tiên nó làm cho tôi nhìn thấy con bướm. Cho con này nó gặp bướm nó nhảy dữ vậy ta. Mà công nhận hai con bướm đều ở chung với nhau ha. Hôm qua một con bay đi rồi quay vô lại, có bạn có bè này. Ông Quang ở trên đó rồi nè, phóng vô lại coi ông Quang nè. Trời ơi, có người còn nói con bướm này là tôi vẽ nó không nội ơi. Tao thử ai đại con bướm này là vẽ coi được không, nó bậy phóng hết trơn à. Nếu người nào mà vẽ con bướm này chắc bướm rách nát hết trơn, sao mà vẽ nổi. Bướm này cái nè, giống những con bướm bình thường hay bay vô nè. Lấy nước đưa nó thử nè, chấm một miếng nước nè. Ui, tôi đưa cái tăm bông tới gần, nó đưa cái lưỡi nó ra. Bà con ơi, bướm này dạng quá vậy. Nè, thấy không? Nó mem cái gâu của nó là kiểu như cái xúc giác đó bà con. Nó đang đụng vô nước á, nó đang nghiêng cái đầu. Ồ, nó lấy cái gâu của nó bám vô cái bông gầu nha. Đó, cái gâu nó kiểu như cái lưỡi đó bà con. Nè, đó, một giọt nước bự chà bá luôn đó. Không chừng bướm kia là Quang, bướm này là gì đây? Bạn bè ha? Hay là người hậu của Quang? Các bạn bè. Và nó lấy cái lưỡi của nó đụng vô nước đó bà con. Vậy là có phải uống chưa? Thử cái con kia sao? Sao mà mấy ông Quang vô nhà của cái thúi khoái này sao mà ở rất là lâu nha. Biết nếu như vô đây là cũng muốn ngắm mèo, nhưng mà để mèo ở ngoài này nó làm cho bớt banh sát sớm hơn. Dạ, chặt dưới không tới, cào qua dưới không tới, kéo xuống được. Cái cánh đã sắp nát rồi, kéo xuống dắt nữa báo. Nè, cái anh này khỏe mạnh nè quý vị. Ủa, để cái giọt nước xuống là lấy cái lửa chấm chấm nước liền nha. Biết là cái nhà nuôi mèo thành nuôi cái gì vậy trời. Không có bỏ chạy mới ghê. Đó, chấm chấm nước đó. Vậy là nó có uống chưa bà con? Mình để nó không thích thì nó bỏ đi rồi đúng không? Tôi chuẩn bị đi xuống á, cái bay xuống đây nè bà con. Cái ông Quang này á, chắc là ông Quang cửu phẩm quá. Cửu phẩm là quan cao nhất đúng không? Thì ổng vô cái ngôi nhà có 9 con mèo thì tôi nghĩ là quan cửu phẩm. Lại là nói ông Quang có hình hay bắt quái, kiểu như là anh Dương ổng điều quản hay sao. Mà cái này chỉ là nói vui thôi nha, chứ không có xác định gì đâu nha. Đây nước trà. Ở thấp gì thì đưa được nè. Tôi chỉ chấm ở trên đó thôi, chứ mình không có quay rõ được. Không có đứng trên cao không quay được. Chừng cũng vô chừng đã 9 con mèo quan cửu phẩm nha quý vị. Cửu phẩm chắc là quan lớn nhất này đúng không? Đó, uống xong rồi lấy cái gâu á. Nè, bà con thấy chưa? Còn cái nét sao khó, nó còn bướm khó bắt nét dễ sợ. Rồi đó, nó uống xong cái nó lấy cái gâu nó quấn vô cái miệng lại á bà con. Chắc là đang nhấm nháp. Tôi cũng không hiểu cách uống nước con bướm sao. Nó lè cái lưỡi ra ha, nó chấm chấm xong cái nó câu cái lưỡi nó vô. Rồi đó, xong rồi nha.
Ngã đang đậu tút trên cào, tôi bước xuống cái bầy sắp xuống. Rồi tôi để nước đó không biết có uống hay không. Quay không tới. Có lẽ đang uống rồi bà con. Rồi off video nha. Và cái nhà này hôm nay lại niêm phòng tiếp. Ở ngoài. Để đây nó sẽ banh sát.